chị ăn ghẹ sống luôn ha Hương. Ăn sống luôn các bạn. Em ăn em bóc ra em ăn không biết sống mà chết luôn. Được rồi. Nhiều ký. Có 100 ngàn ký. Có 100 ngàn ký. Ủa lỗ có tính tiền không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đây bà Chính ăn đi à, để em ăn lần lần đi. Đây bà Chính mới đãi hai chồng tôi cái gì bánh mì tôm hả? Đúng ha. Cua nha các bạn. Ghẹ ghẹ. Uống đi uống đi. Còn nữa mà uống đi. Không có đâu tôi uống nữa bây giờ bà. Ồ, đã quá. Ăn đi Nam ăn trước đi, ăn đi chị. Ăn đi bà chắc ăn trước đó. Mình vô thay đồ hả? Ăn đi. Ăn chứ xong ăn từ từ bà. Có con ghẹ bự không? Ừ ghẹ đực bự quá. Quay phim ghẹ đều nó kẹo vậy nó nói ăn dữ. Rồi đó ghẹ nè. Này cậu 3 kg á. Đây cua gạch không các bạn. Ồ, ghẹ chứ. Ồ, ghẹ các bạn. Ơi. Giờ có hai tay làm hai tay nè. À, thấy nè. Vô nè. Các con. 1 2 3. Vô. Giữ nha, nay đi làm mãn vô giữ nha. Trời hốc rồi uống luôn hả ta? Vô. Uống trà. Uống trà hả? Tưởng được hốc rồi uống luôn chứ. Dạ, có 100.000 ký rồi các bạn.